xây tổ quốc yêu thương. Vì một sứ mệnh tình yêu, hy vọng, vì một niềm tin sức trẻ bay xa, vì một trái đất hòa bình thịnh vượng, vì một Việt Nam huy hoàng tỏa sáng, vì một sứ mệnh tình yêu, hy vọng, vì một niềm tin sức trẻ bay xa, vì chúng ta là thanh niên.